Đời tôi cô đơn nên chà chờ chút ha. Yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn. Phục vụ văn nghệ miễn phí. Chúc ngon miệng nha. Yêu ai cũng không thành. Hay ai. Chị Tư, cho con ly cà phê ít đường ít đá. Ít đường ít đá như cũ đúng không? Chính xác. Chờ một chút. Khoan gì Tư? Gì vậy? Sao hôm nay con nhìn thấy dì Tư thần sắc không được tốt, mà có vẻ nó đăm chiêu, mà nó có một cái nỗi buồn mà khó tả lắm. Sao vậy Tư? Tao đang rầu muốn thúi ruột luôn đây nè. Vụ gì vậy Tư? Dì Tư, dì Tư. Gì? Dì Tư đừng có chết nghe dì Tư. Dì Tư mà chết á, rồi ai làm bà phê uống dì Tư? Cái thằng mắc dịch này. Mày y như ông Tư nhà tao vậy đó. Lúc nào cũng biết nghĩ tới bản thân mình, không biết nghĩ tới ai khác hết trơn á. Rồi sao dì Tư chửi con? Tao chửi mày nào? Tao chửi thằng dây dài dịch nhà tao kìa. Rồi sao dì Tư chửi với Dượng Tư? Ủa chứ nào giờ mày thấy tao chửi Phong Long ai bao giờ chưa? Chưa, mà thiệt luôn. Con thì con nể dì Tư chỗ đó. Dì Tư chửi ai là chửi đúng mục đích, đúng địa điểm, đúng địa chỉ. Không bao giờ phí sức cho mấy cái chuyện mà chửi rủa. Thì bởi vậy tao chửi ông Tư nhà tao là có lý do chính đáng chứ bộ. Mà sao vậy? Mà sao dì Tư chửi vậy? Dì Tư nói mày. Mà Hùng nè, không phải nói chứ, mày ở trong cái khu phố này nè, còn sao mà không học hỏi cái đức tính tốt đẹp của dì Tư nè? Có mà. Thôi 3 năm cái tật nhiều chuyện chi vậy con? Đâu, lúc có, không phải là con học hay gì năm. Là ý con chỉ muốn là ý của con là con ý con là nó ý của con là thì ý gì? Ý của con là con quan tâm, chăm sóc, muốn chia sẻ với mọi người thôi. Thiệt mà. Thấy mày đi làm phát thanh viên coi bộ thích hợp hơn á. Không có, con không thích làm phát thanh viên. Không, bây giờ gì tôi cứ kể con nghe đi. Ví dụ mà thì có gì con hiểu biết được á, con sẽ tư vấn, con hàn gắn lại tình yêu của dì Tư với chú Tư. Đúng không? Đúng không? Thôi được rồi, để tao kể cho mày nghe. Mày coi mày có giúp được gì cho tao không đây nè. Trời ơi, mày biết không, ông Tư nhà tao á, ông ứng cử cái chức tổ trưởng khu phố. Ứng cử chức tổ trưởng khu phố? Ừ. Có gì đâu vậy Tư? Có gì đâu, có gì. Trời ơi, chuyện thiệt 100% luôn đó. Ông đang lên kế hoạch để vận động bầu cử rầm rộ luôn kia kìa. Chà, bắt đầu con thấy căng căng rồi nha. Ủa mà sao tự nhiên chú Tư lại muốn làm tổ trưởng vậy dì Tư? Thì bởi vậy, có gì vui đâu. Tao đã nói rồi, cái khu phố này á mới có 2 năm mà thay 5 đời tổ trưởng luôn rồi. Ông tính vô làm người thứ 6 hay sao á? À, căng ha. Bởi vậy dì Tư giận là đúng rồi. Mà con thấy chú Tư làm cũng được mà. Được được cái gì? Tao nói bây giờ á, về hưu rồi à, thôi ở nhà phụ vợ phụ con làm gì đó là làm. Mấy thì làm thơ viết báo cũng được vậy. Còn buồn nữa ra đây nè, phụ tao bán cà phê đúng không? Tự nhiên ông đâm đầu vô đó ông làm vậy à, không hiểu nổi luôn á. Dì Tư nói vậy cho con xin lỗi dì Tư cái. Dì Tư suy nghĩ. Con xin lỗi dì Tư nha, suy nghĩ hạn hẹp. Chú Tư là đàn ông, tại sao mà bắt chú Tư đi làm cà phê được? Chú Tư phải qua phụ tiệm sửa xe con. Dì Tư phải khuyên chú Tư. Thôi đi mày ơi, cái tiệm sửa xe mày nhỏ như cái lỗ mũi người ta vậy đó. Giờ ông qua bển nữa khách mày vô ngồi đâu? Bởi vì con nói dì Tư cứ coi thường thằng Hùng này hoài. Một ngày nào đó ha, con gom đủ tiền, con tích lũy đủ số điểm, con sẽ mở một cái gara hoành tráng, nói chung là ở cái trung tâm thành phố luôn. Ừ, thiệt bự. Thôi đi mày ơi, nói được thì phải làm được hả nha. Chứ tao thấy ở trong cái khu phố 4 nhất này nè, mà mày muốn khuếch trương mở rộng làm ăn gì đó hả, có khó hơn tìm đường lên trời nữa. Dì Tư an tâm đi, Việt Nam nói là làm. Con nói là con sẽ làm được, chỉ vấn đề là thời gian thôi. Khoảng lâu à. Mà dì Tư nói làm sao á, chứ con thấy sớm mình cũng dễ thương mà. Dễ thương cái gì? Dễ thương là tại mày đi chơi với cái đám cô hồn các đảng á, mày mới thấy dễ thương. Chứ nghe tới cái khu phố này á, cả quận này ai mà không sợ.
gì mà nổi tiếng thế ớm luôn nè. À, mất vệ sinh nhất ha, rồi xấu xí nhất, rồi dân cư phức tạp nhất, mất an toàn nhất đó. Đi tới đâu cái mình giới thiệu mình người khu phố này, cái người ta nhìn mình giống như người ngoài hành tinh xuống vậy á, Dục không thể tưởng được. Không có đâu dì Tư ơi. Dì Tư biết sao không? Tại khu phố mình á, bây giờ nó có nhiều người lạ, người ta vô đây ta nhập cư trong đây, thì từ từ người ta quen nếp sống của mình thì người ta cũng bình thường đấy hả? Chứ có gì đâu, đúng không? Hay quá ha. Công nhận mày đi chơi với bà Năm riết á, hình như mày cũng lây bệnh khùng giống bả rồi đó. Ôi, có. Con đi chơi gì Năm nhưng mà con không bao giờ con lây cái bệnh đó. Ai kêu Năm đó, có Năm đây. Gì mà đi từ xa nghe nhắc năm gì vậy? Trời ơi, lum dữ vậy trời. Chị Năm, phải chị nhắc tiền nhắc bạc mà cũng lum vậy á, giờ tôi đủ tiền đi định cư bên Singapore luôn rồi đó. Trời ơi bà này chị. Bà làm gì vậy? Làm gì mà nhắc tôi dữ vậy hả? Nhắc gì đâu? Nó nghe nó nhắc 5 năm rõ ràng. Đâu. Nói 5 năm á. Đâu có. À, không có, nói 5 năm là 1, 2, 4 năm. Ôi, à, vậy đó. Ừ. À, đúng rồi đó. Rồi, đó. À, vậy mà tôi nghe gì khùng khùng. Tôi tưởng là nói tôi khùng. Ê, làm gì có. À, nói bà Năm bên xóm kìa kìa. À. Bà tính cách dễ thương chứ không có khùng gì hết trơn á. Là tôi dễ thương hả? Thôi tôi chịu. Đấy, mẹ. Bây giờ cho Năm uống cái gì vậy? Để uống cà phê nha. Để tôi vô tôi pha cho. Thôi, hôm nay trời không đẹp, không có tâm trạng uống cà phê. Gì vậy? Trời vậy không đẹp hả? Ừ. Muốn mưa mới đẹp hả bà? Ừ, tôi thích mưa. Mưa với tôi là đẹp đó. Rồi vậy không mấy thôi uống sinh tố hay là nước ép gì đi ha, cho đẹp da. Ủa có sinh tố nước ép luôn hả? Có luôn. Cho ly cà phê đá. Nhớ nghe nhiều đường nghe chưa, nhiều đường cho tôi ạ. À. Đợi một chút nghe. Bà này bắt nè, sao có vui vẻ gì trơn. Gì con? Nói không phải nịnh nha. Gì? Hai Năm đẹp quá. Đẹp. Đẹp hả? Đẹp. Hai Năm nhìn Năm đẹp mà nó sáng như trăng rằm mà đúng không? Ừ, đúng mà con không có từ đi lại gì cả luôn. Mày á, mày khen là trễ rồi. Ủa? Năm nào giờ Năm đẹp tự nhiên con. À, Năm đẹp ghê lắm nè. Đó tóc của Năm nè, thấy không? Đó tóc Năm chỉ cần uống lọn lên xíu là đẹp à. Đây, cà phê đây, cà phê của chị Năm đây. Đây. Ờ, cảm ơn Tú với tôi ghi cà phê của nhà bà đó. Tư lại sai với con nữa rồi. Sao? Con vô trước kêu nãy giờ chưa có. Giết. Đúng rồi. Không sao, đẹp không là được ưu tiên. Mày lát nữa đi. Dạ. Con đâu có được đẹp. Không, còn gì là gì đẹp nên gì được ưu tiên. À, chị Năm nói mới nhớ nha. Bữa nay đeo được bông mới phải không? Có. Cũ rồi. Nhưng mà tao nói bình thường ít đeo. Lâu lâu cứ lấy ra đeo chơi vậy đó. Trời ơi, hèn chi nhìn đẹp quá trời công nhận. Thêm có đồ bông thôi mà nó rực rỡ lên liền á. Sáng trưng luôn. Nãy con mới gì nói mà sáng như là cái gì con quên mất kìa. Trăng rằm. Sáng như là trăng rằm. Định đi thi. Năm định đi thi. Đi thi cái gì mà mẫu hậu. Cái gì mẫu hậu mày? Tao dài vậy hả? Mẫu hệ. Cái gì mẫu hệ? Thằng này. Mẫu thân. Cái gì? Cái gì? Người mẫu phải không? Con dạo này con bị lộn tật. Thi thì người mẫu. Vô thiệt. Mày nịnh mày. Ờ. Tướng của Năm tiên người mẫu gì? Tao chưa tới 1,5 tiên người mẫu. Bởi vậy cái thằng này. Bởi vậy con nói ra Năm tự biết luôn á. Vậy thôi bữa nay á, lên đồ chút đỉnh. Uống tóc quanh quanh rồi đeo nữ trang vô là biết sao không? Gì vậy? Đi đâu? Này có họp toàn nhân phố mình nè. Cái gì? Hội nghị toàn khu phố. Hội nghị toàn khu phố. Ừ. Ủa sao hai người giống như không biết chuyện gì xảy ra vậy? Ờ. Anh Tư, anh đem giấy mời anh phát từng nhà. Anh nói là tập trung bên quán cà phê này nè, đã họp nè. Cái gì? Ờ, tôi không biết gì hết trơn vậy trời. Trời đất ơi, vợ chồng mà sao bà này giống như bà trên mây rớt xuống vậy trời. Kỳ vậy ta. Hồi nữa bà con kéo qua đây đông lắm. Anh cho họp quán cà phê mà. Vậy hả? Ờ, trời ơi, ông kéo khách gì đây tôi hả? Vậy ta ra trúng ánh rồi. Ông còn nói á, mỗi người tới họp được uống ly cà phê miễn phí. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ông nói đó, vậy bà con ta mới kéo tới đông. Cái gì kỳ vậy? Ừ. Trời ơi, ông này, cái ông này cũng chưa có xin phép ý kiến gì của tôi hết trơn á. Ông về đây, tôi sẽ xử lý ông cho coi. Ông Tư ơi là ông Tư. Cái gì vậy? Trời ơi, ông này nhắc Linh dễ sợ. Cái gì vậy bà? Vô đây. Hả? Ông ngồi đây. Ông ngồi xuống đây. Tôi nói chuyện với ông chút. Tôi ngồi hả? Ờ, ngồi đi. Dạ, chào anh Tư. Thái hả? Cháu hả? Dạ, tôi xin phép nhất. Đây nè, tôi nói với ông rồi ha, không có làm tổ trưởng gì hết trơn á. Cái khu phố này nè có gì vui đâu mà ông phải làm tổ trưởng nắng, hả nắng. Bộ ông không thấy nó phức tạp nhiều chuyện hay sao còn đâm đầu vô nữa, muốn tôi giận chết hay sao vậy hả? Chị nói sao chứ tôi thấy anh Tư làm tổ trưởng là hợp lắm á chị. Hợp cái gì mà hợp? Đúng nó rồi, hợp cho mấy người già. Cái gì? Cái gì? Ờ, còn ngon đó, anh còn ngon. Ngon, ngon. À, thì đó, thì tôi nhìn tôi thấy anh còn phong độ. Hợp đó chị, cho anh làm tổ trưởng đó chị. Phong độ quá, hốt luôn đi. À, thì thiệt á, chọc tôi kỳ quá.
Chị Tư nói của bà chứ Thiếu Nhâm cũng phái lắm mà. Ừ, khoái. Bụng tôi vẫn chết hay sao hả? Cái gì vậy? Cái gì mà ầm ĩ lên vậy? Bình tĩnh lại đi. Trời ơi, tôi không làm ầm lên sao được hả? Ông cũng biết cái khu phố này nè, mới 2 năm mà thay năm đời tổ trưởng rồi ha? Bởi vì đâu có ai làm nổi đâu ha? Phụ cấp thì không có được nhiều hết á, mà tối ngày vất vả đi lang thang ngoài đường không à. Bộ ông tính ăn cơm nhà dắt thù già hàng tổng đó phải không? Phải không? Ngồi xuống đây đi, tôi nói cho bà nghe. Bình tĩnh nghe anh nói. Mày bà chết rồi. Từ trời ơi, bắt cỡ không ơi. Con nít nó lớn luôn á. Đâu biết đâu gì đâu, tự nhiên kỳ quá. Ở đây toàn là trẻ em chưa tới 16 tuổi. Có mình con à. Hết giận chưa? Chính năm là tuổi có 16 rồi. Chính cái chỗ phức tạp đó nên không ai dám làm tổ trưởng lên tới mới xung phong. Chứ ai cũng không làm hết trơn thì cái khu phố mình biết bao giờ mới được dân bên đây. Thôi đi ông ơi, cái chuyện đó có trên phường, trên quận người ta lo ha. Ông bây giờ về hưu rồi, tự nhiên đeo gông vô cổ chỉ cho cực vậy. Trời ơi, suốt đêm tôi đã giải thích cho bà rồi mà bà không chịu hiểu tôi nữa. Thôi bình tĩnh lại ha, để tôi mở cái hội nghị khu phố. Tôi không có cho, tự nhiên ông tập. Suốt đêm tôi đã giải thích cho bà rồi mà bà không chịu hiểu tôi nữa. Thôi bình tĩnh lại ha, để tôi mở cái hội nghị khu phố. Tôi không có cho, tự nhiên ông tập trung người ta tới đây rồi cái uống cà phê miễn phí gì nữa hả? Không có đâu, trả tiền tôi quả mai tôi suy nghĩ lại. Bây giờ ở đây là con nghĩ nhất này, tôi nói là công bằng ở đây. Con nghĩ là dì Tư nên cho chú Tư làm. Đúng rồi. Tôi nói chị nghe nè, mấy cái chuyện khó đó ai ta cũng né tránh, ta không làm. Có anh Tư anh cứu vớt giùm bà con vậy là phải mừng chứ. Rồi chú Tư làm cho cái xóm mình nó một cái khối đoàn kết. Đúng. Đây là không có ai hiểu tôi bằng thằng Hùng chứ. Thu Năm hễ trơn á. Tôi thì có tôi hiểu anh, hôm vợ anh hiểu anh nó thứ thiệt. Mấy năm nói chuyện quá trời quá sao quá trời. Đó, tôi thấy anh hợp vậy. Nè, hai vợ chồng nè, đứa con nè, thấy chưa? Hai chồng đứa con. Bậy à. Chị này. Nè bà. Nè, thông cảm ha. Cho tôi mượn chỗ này đi. Tôi hội nghị xô phố xong á. Tối nay tôi đền bù cho. Hứa rồi đó nghe. Cứ chắc lương á. Vậy họp gì họp đi. Thấy không? Bù là phải chịu à. Thấy chưa? Quá đẹp. Trời ơi, bà con tới kìa. Dạ. Đẹp. Vô đây bà con. Vô đây. Bà con vô. Để tôi pha nước cho nghe. Rồi. Vô đây. Ngồi đây. Trời đi họp đông vui quá à. Rồi mấy đứa qua họp luôn đi. Họp nữa mình được uống cà phê miễn phí. Còn lại thôi không? Ủa sao có nhiêu đây? Có nhiêu họp nhiêu anh Tân? Có nhiêu họp nhiêu hả? Ừ. Nè, họp xong rồi về đặt cho gia đình biết nha. Là nội dung của họp là vậy nha. Dạ. Bắt đầu tổ chức cuộc họp. Đây, phục vụ nước miễn phí trước cái đã. Đây. Ôi, nãy anh Tư nói là uống miễn phí là cà phê mà sao nghe trà đá vậy? Ôi trà đá đi, trời ơi ai khác rót ly uống cho nó tiện. Bà có kêu dễ sợ. Con này mới biết luôn á. Đây, họp đi. Rồi, họp nha. Bắt đầu buổi họp. Buổi hội nghị bắt đầu nha. Ôi lấy giọng. Có cái micro chảnh không chị? Cho nó hoành tráng. Thôi, nhiêu đây đủ nè rồi. Rồi. Có giọng tôi la còn hơn la làng nữa. Trời ơi, anh vô đề lâu quá. Giọng bắt đầu. Thưa bà con. Tôi là Tư. Như bà con biết á là người ngoài của khu phố này á, ta gọi khu phố mình á là khu phố bốn nhất. Mình đi tới đâu á thì người ta cũng nhìn mình bằng cặp mắt nó khác khác, là con thấy nó sai sai thì sao á. Mình nổi tiếng lắm, nhưng mà thiệt với bà con á, mình nổi tiếng kiểu đó mình không có thích, phải không? Mà người ta gọi mình là, khi người ta biết mình là dân khu phố bốn nhất này á, chắc bà con như tôi mắc cỡ lắm đó. Vì thế nên tôi mới quyết tâm tôi ứng cử cô làm tổ trưởng khu phố bốn nhất này, để thay đổi cái định kiến người ta, cho người ta nhìn cái khu phố bốn nhất mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nghĩa là thay đổi
không còn cái bốn dứt như hồi xưa người ta nghĩ nữa. À, tôi nói như vậy chắc bà con cũng hiểu rồi. Vì thế nên tôi mới làm tổ trưởng khu phố này để thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt của khu phố mình. Người ta nhìn mình không có thiện cảm, người ta mình nhìn mình ta chê cái khu phố mình là nghĩa là không có đàng hoàng, không có sạch sẽ, không lịch sự. Cho nên vì thế tôi mới quyết tâm thay đổi bộ mặt của khu phố mình thành khu phố bốn dứt, cũng bốn dứt vậy nhưng mà dứt khác à. Nhất này có nghĩa là sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Đó, vì thế tôi sẽ hợp lực bà con, tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được điều đó. Bà con tin tưởng như vậy không? Cái tôi rất là tin tưởng hai bà con ha. Lại tôi có ý kiến như vậy. Trong cái bốn nhất đó là phải có người phụ nữ đẹp nhất nữa, người đó là tôi. Tôi làm quá. Có vô cái hội nghị không? Không, có lạc đề rồi bà ơi. Lạc đề hả? Chồng ta nói hay quá trời, ngoài vỗ tay tự nhiên con mẹ này đâm vô một cái vỗ tay là sao? Sao? Tôi có sức hút, tôi phát nhiều, phát ai, nhiều. Ai mời nước mấy người? Thôi thôi, vỗ tay chồng tôi em vui coi. Anh Tư đó rồi. Nói tiếp đi, nói tiếp đi ông. Để tôi làm cái tổ trưởng này chứ. Rồi. Tôi nói không có ai mà nói đúng bằng vợ tôi hết trơn. Ở vậy? Tôi nói câu nào là đúng câu đấy phải không Tư? Đúng rồi, tiếp đi ông. Chồng khen vợ thấy ghê quá. Hai chồng, ba chị chồng, ba chị chồng. Cái này có vô hội nghị không? Không. Xin lỗi. Không có cái nào vô đó bà. Im lặng. Sai quá. Thôi xin im lặng. Trả lời sự im lặng để cho tôi tập trung. Nha. Dạ. Bà con cũng biết câu này là câu gì? Đoàn kết lại đoàn kết. Đúng rồi đó. Thành công lại thành công. Đúng rồi. Vì thế cho nên trong tổ chúng ta đoàn kết. Bất cứ chuyện khó khăn cách mấy, hợp lực với nhau thì cái gì nó cũng vượt qua. Mà cái gì cũng phải thành công, không phải thành công bình thường đâu, mà đại thành công. Không biết bà con nghĩ sao? Cho điều những điều tôi nói ra là tôi tin lời tôi nói. Có phải vậy không bà con? Đề nghị cho một tràng vỗ tay đi, nói hay quá. Ủa sao đâu vậy? Không, cái tên anh Tư nó vui. Trời ơi, cái gì mà rần vậy trời? Anh Tư làm gì? Không vỗ tay cho tôi cũng được, vỗ tay cho Năm đi cũng được. Chỉ có tiếng vỗ tay thôi. Tại bà con đây thương tôi lắm, tôi làm gì vỗ tay hết trơn á. Đây fan của tôi đâu á. Thì sao họp đừng cho bà này vô nghe. Rồi tiếp đi. Quên rồi. À, quên rồi. Quên rồi. Đợi chút nha. Làm gì vậy? Làm việc á là phải có văn bản đàng hoàng. Có lấy ra cho lẹ nãy giờ. Đợi chút. Khổ ghê á. Học nguyên đêm qua tới giờ mà chưa có thủa. Nghe có đàng hoàng chứ. Trời ơi. Trời ơi. Mình bình tĩnh chú Tư, cả ấp xóm này nó đều tin tưởng chú Tư. Chúng Tư tin tưởng chú Tư. Tới bây giờ. Dạ. Rồi. Mà thầy nó quên đột xuất. Rồi bây giờ tới đâu rồi đọc tiếp chú đi. Cố lên. Trời. Nữa hả? Bây giờ bắt đầu là tôi nói về cái kế hoạch của tôi. Dạ. Kế hoạch của tôi là như thế này. Trước tiên á, tôi đề nghị xây dựng cái bản nội quy. Đó, nếu mà ai sai phạm với nội quy đó thì mình sẽ làm biên bản. Biên bản nha. Đâu hết rồi? Uống nước xong đi về hết trơn rồi. Còn có hai fan cuồng của ông là cầm cự được tới giờ phút này nè. Dậy đi. Dậy. Xong hả? Trời ơi, hộp ngon dễ sợ vậy. Ê ông. Dạ. Xong rồi. Bán Thank you.
một chút cho khỏe đi nha. Chứ tôi thấy ông cũng mệt dữ lắm rồi đó. Bà cũng ăn đi. Thấy bà tôi thương quá à. Thiệt với bà đó, không có bà là tôi không có được như ngày hôm nay đâu. Ơi, sống với nhau mấy chục năm rồi còn nói mấy lời đó làm gì? Phải nói chứ. Đáng lẽ là tôi nói cho cả khu phố này biết. Nhiều khi tôi thấy bà tôi thương cũng xuống nước mắt à. Trời ơi, ông này nói chuyện kỳ quá. Mà tôi nói rồi đó nha, cái chức tổ trưởng gì đó con nghĩ đi được rồi đó. Bà nói gì nghe được không? Người ta tin tưởng, người ta mới bầu tôi làm tổ trưởng. Tôi nghĩ vậy rồi mà phụ lòng người ta sao? Nghĩ sao được? Tôi nói vậy là tôi thương ông đó. Tôi thấy ông vất vả quá đi, tối ngày chạy nhong nhong ở ngoài đường hoài hà. Buổi tối thì đi tuần tra với tổ an ninh, còn ban ngày thì 5 lần 7 lượt chạy đi hòa giải cho nhà người ta. Còn tới cuối tuần, tới chủ nhật cái đi dọn vệ sinh cả khu phố. Cực khổ quá trời quá đất à, sao làm nổi. Chú Tư ơi, ăn trộm quá chú Tư ơi. Vậy có chuyện này chú Tư ơi. Trời ơi, sắp nè cái... Trời ơi, ông ăn cơm đi rả đi. Trời ơi, anh ta ăn trộm rồi. Phải bắt chung, chạy sao tôi bắt nó được. Nè, nè. Trời đất ơi, trời đánh cũng tránh bữa ăn chứ. Chạy đi chạy lại hoài vậy. Người ta đang ăn cơm cũng kêu réo được làm sao. Thiệt tình à. Ông về rồi. Trời đất ơi, ông bị sao vậy hả? Không sao đâu. Được hả, ăn trộm giáp cục đá té. Không sao đâu, đau chút thôi à. Bởi vậy tôi nói rồi, già mà còn ham hố bắt ăn trộm nữa. Chuyện đó để tụi trẻ tụi nó làm đi. Trời ơi tổ trưởng, mà bà nói gì kỳ, mình phải làm gương chứ. Tụi nó bắt trước theo được chứ. Gương gương cái gì? Mai mà mới bị sơ sơ rồi đó, gãy tay gãy chân luôn sao hả? Bà đủ tiền đi bác sĩ không? Hay là lại tiền của tôi hả? Tôi khổ ghê vậy đó. Không biết giải thích sao cho bà hiểu. Tôi là tổ trưởng mà. Trời ơi, hết chịu nổi lên rồi. Ly cà phê con muốn nói cùng tôi rằng ly cà phê đựng đá tôi ơi ly cà phê đựng đá tôi ơi đây nè. Ồ tôi ra rồi, nhanh quá quá lợi hại. Kêu cà phê mình la làng la xóm lên nè, tiêu mà cũng phải đặt phức tạp nữa. Uống đi. À, gì đây có cái gì đó mà con thấy ghê ghê sao? Có thuốc độc trong ly cà phê không gì tôi? Tao tán vô mặt mày liền bây giờ đây nè. Uống lẹ đi rồi đi về giùm tôi một cái. Bực mình à. Hôm nay con lại cảm thấy tôi có điều đó gì bực dọc. Tôi có thể chia sẻ cùng con. Chia sẻ chi? Mày giúp được cái gì? Tôi lại bậy. Tôi không biết con là ai à? Ai? Hùng sửa xe. Rồi sao? Nó rất là đơn giản. Hùng sửa xe là gì? Là Hùng sửa xe. Con đi cứu giúp mọi người khi xe người ta hư. It's me. Nổ quá đi mày ơi. Mày mà có cứu giúp được á thì lo cứu giúp đám bạn lưu manh của mày kia kìa. Tự nhiên tôi chửi đám bạn lưu manh. Vậy chứ không lưu manh thì là gì? Tối ngày tụ tập đàn đứng ăn chơi, không lo làm ăn gì hết trơn á. Ăn cướp, ăn giật, ăn trộm của người ta. Không gọi là lưu manh thì mày định nghĩa làm sao? Mày nói tao nghe coi. Định nghĩa nó rất đơn giản. Tại vì người ta chưa có việc làm cho nên người ta ở không. Nhưng mà tụi nó không nghĩa khí, sống tốt, sống rất đẹp tôi. Công thiệt. Nhận nha. Mày đi với ông Tư nhà tao riết hình như mày nhiễm ổng luôn rồi đó. Nhìn đâu cũng thấy người tốt hết trơn à. Trời ơi, cái thằng ba cơ á, quýnh bài thua sạch bách hết tiền. Về bị con vợ quýnh tét đầu. Ông cứ nói thằng ba cơ nó là người tốt, chỉ cần nó không quýnh bài nữa thôi. Còn cái thằng bốn sĩ á, đi nhậu từ sáng sớm tinh sương cho tới tối mịt mới về nhà. Ông cũng nói nó là người tốt đó, chỉ cần nó không nhậu nữa thôi. Còn cái thằng bảy gà đó, miễn sao nó không đốt nhà với đá gài thôi, tôi muốn làm sao thì đó. Trời ơi, bây giờ tao ngán ổng, ngán tới cần cổ luôn rồi nè. Hèn chi, hèn chi. Hồi tối qua là gì tư phá cửa lại giống với tư ngoài phải không? Ủa sao mày biết vậy? Thiên nằm nói. Trời ơi, cái bà này thiệt là nhiều chuyện mà. Có, Thiên Nằm không có nhiều chuyện. Thiên Nằm là như là cái trung tâm để chuyện nhiều thôi, không có nhiều chuyện. Con nói gì rồi? Chị nghe Năm Năm á. Trời ơi, Năm đây. Trời đất ơi, gì mà nhớ tôi lắm sao mà cái kêu Năm hoài vậy tới. Thôi nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá ha. À, gì? Đó. Vì tôi nói Năm á, mốt mà Năm mà có mất đi á, không cần phải đốt nhang. Tao linh tinh. Đốt nhang mũi là Năm về liền. Ê, tao nói nào vậy? Thì đó bà Tư này thừa có trù tôi chết không à. Không có à nha. Tôi quýnh thì bây giờ à. Nè Tư, tôi góp ý với Tư thiệt nha. Đàn bà, phụ nữ, mình phải nhẹ nhàng,
đó gì đâu mà lúc nào cũng ào ào ào. Tôi nói nha, có ngày chồng bỏ đó nghe. Đúng rồi. Ôi, dám chơi đâu. Ôi, thấy ghê không? Chị Năm làm như là chị Năm có kinh nghiệm giữ chồng lắm vậy đó. Ê, muốn chết luôn. Sao cái chạm cái nỗi đau của tôi. Thì đó thì tôi đâu có chồng đâu, có kinh nghiệm. Nhưng mà cái này là tôi nói thiệt, tôi khuyên bà đó. Chứ trời đất ơi nha bà đó, bà cứ nhốt ông Tư ở ngoài đi, cũng có ngày mất đó. Mấy bà người kia kìa, trời ơi bà phái chồng bà lắm á, tôi thiệt á. Ai phái vậy? Thì đó thì tôi. Không phải tôi rồi nghe. Bà khoái bà hốt ông giùm đi. Thôi còn lâu. Trời ơi cỡ ông Tư sao có cửi với tôi. Tôi nói tôi mấy bà ngoài chợ đó, khen ông Tư quá trời khen luôn. Khen gì? Mấy bà nói ông Tư hả là dễ thương, người hiền lành, hòa đồng, lại lúc nào cũng gì bà con khu phố mình hết trơn á. Hỏi chút có chuyện kêu ông Tư là con Tư có mặt. Đó biểu vậy sao tao không cưng. Chính xác. Cưng quá đồ, ai cưng quá đó, hốt ông về giùm tôi đi, tôi cảm ơn. Tối ngày rong rong ngoài đường không à, có mừng gì, có phụ được cái gì trong nhà đâu. Ừ đó, bà đừng có coi thường ổng. Bà mà nhốt một lần nữa là mất cho coi. Sao? Bà giỡn chơi đâu. Mất tôi cảm ơn luôn á. Bà hốt đi, tôi cảm ơn bà luôn. Thôi thôi thôi, cứ nói tôi hốt hoài, mất sợ muốn chết. Năm nãy giờ Năm nói chuyện nhiều quá, con thấy Năm cũng mệt mệt, Năm uống miếng cà phê Tư mời. Trời ơi, này mời luôn hả? Dạ mời. Thôi đó. Mà uống hết thôi nha, còn chừa lại cho con chứ phải uống hết luôn à. Trời, không đúng tiền là phải à. Không đúng tiền là được. Năm thấy sao? Bình thường. Có bây giờ có hiện tượng như là muốn nôn nhẹ, muốn choáng nặng, hay là cảm thấy tay chân bủng rủng? Không sao đúng không? Ừ. Ủa sao vậy? Con tưởng nha, giờ tôi bỏ độc ly cà phê. Trời đất ơi, thằng này nó mượn tôi để mà nó bắt tôi uống trước rồi lỡ cái gì tôi chết sao mày? Trời ơi, cái thằng này con cũng ý mày nói là tao bỏ độc, tao đầu độc mày đó hả? Cái thằng quỷ sống mày. Trời ơi là... chú Tư ơi, tổ trưởng ơi, con cần sự công bằng. Cái gì? Ừ, hả? Có Tư tổ trưởng đây, cái gì? Cái gì nói trình bày mọi chi tiết để tôi xử. Chuyện gì? Khó dễ sợ. Mỗi lần mà đúng chuyện kêu tổ trưởng là có mặt tổ trưởng liền. Thấy không? Con ví dụ rồi đó. Vậy tôi thấy không? Con ví dụ rồi đó. Con mới ví dụ thôi là xuất hiện liền. Không linh hơn bà này nữa nè. Không. Tao mới nghĩ ra nè. Dạ. Sự lanh lẹ của mày, sự xuất sắc của mày tao nghĩ ra. Dạ. Bây giờ tao phong mày làm chức tổ phó tổ trưởng của tao. Phó tổ. Tổ phó của cái phó tổ. Ủa sao khó hiểu vậy anh Tư? Ủa là sao con? Là sao chứ tôi nói lại, có nghĩa là bây giờ con sẽ làm cái tổ phó của cái phó tổ, mà cái phó tổ có cái tổ phó, mà cái tổ phó nó sẽ có cái phó tổ, trong cái phó tổ nó có cái phó của cái tổ nó có cái phó là cái tổ phó. Xí đi, loạn não rồi. Trời đất ơi, cái gì đó mà cái phó tổ của cái tổ phó phó tổ phó tổ tổ hoài tới sáng luôn á. Nó không à. Tính lại là cái chức gì? Tính lại là cái. Có nghĩa là mày tiếp tao là cái tổ an ninh, giữ bà con nó sớm cho ta ăn ngon ngủ ngon. Tổ an ninh rồi mà kêu bè bạn của mày tham gia tổ an ninh luôn cho khu phố của mình á, nó an ninh. Có nghĩa là con có một cái chức vụ đúng không? Tư thì con xin phép Tư vậy luôn. Con xin phép về hưu sớm. Con nhường lại cho Thím Năm. Thím Năm chức này không con. Thím Năm làm cái phó tổ của cái tổ phó của cái phó tổ của cái phó tổ của cái tổ phó của tổ phó của cái phó tổ. Thôi xí đi cha. Tôi đi nha. Ba cái vụ mà chức quyền này tôi không có ham nha. Thôi tôi xin kiếu à. Nó thấy chưa? Đâu có ai dám làm đâu, chỉ có mình chồng tôi thôi à. Phải rồi, chỉ có tôi làm tổ trưởng là tôi thôi.